Dai hả? Hơi dai nhỉ. Thì là phải nướng thêm. Ừ luôn, ăn luôn ngay mà lên luôn. Không ăn thịt. Không ăn thịt đồng loại. Dai ông Phương hay là ngon? Ngon. Cái này á, dai hả? Cho nó nguôi, xong cho vô quay quay lại cái nó mềm liền luôn. Đúng rồi, quay lại. Thêm lần nữa. Con chơi. Đó nguyên đống đồ can. Con này con chơi. Đúng rồi. Ăn thịt đồng loại của con đi. Con gì? Ngon quá. Sao ghê, ngon chứ. Thôi nay mà mổ dê đẩy luôn là coi như mốt qua bển là phải ngậm đắng nuốt cay ở lại tới 3 năm nha, chứ qua bển có 3 tháng mò về là không được. Phải đền con dê lỡ hẹn một câu một lỡ hẹn mà lỡ hẹn một một, một chuyến đò là một tới 10 năm lận. Lỡ hẹn một chuyến đò làm gì nói đến bạn trai của em xúc động dữ vậy. Hả Liêm? Dạ, còn gì vậy? Có xe hả? Có xe chở rồi.